chào bạn. Bạn xem video này tức là bạn đã được chat với David và tìm hiểu về Coin và bạn chưa biết gì về Coin thì David dùng cái video này để hướng dẫn cho bạn. Nếu trường hợp bạn đang thiếu vốn thì bạn có thể mày mò từ cái video này. Sau đó là học nó và chăm chỉ là chắc chắn sẽ mày mò ra. Còn nếu bạn đang có ý định đầu tư nghiêm túc vài chục ngàn đô hay là hàng trăm ngàn đô thì nên thuê David trở thành một cái người hỗ trợ cho bạn trọn đời để chúng ta có thể có những cái tư tưởng cũng như là trao đổi bất kỳ lúc nào thì sẽ hay hơn. Tất nhiên bạn có thể xem video này trọn vẹn. Và nếu bạn không tham gia khóa học cũng không sao cả. Và bạn tham gia khóa học thì David sẽ thu phí và David sẽ hướng dẫn một cách chi tiết hơn. Tất nhiên video này cũng là một trong những cái mà bạn cần phải biết. Vậy thì khi bạn bắt đầu chơi coin thì bạn sẽ biết được là Bitcoin, Ether, XRP, Ripple đấy, tất cả các coin này. Đánh coin không phải là đánh Bitcoin không mà có rất nhiều các loại coin. Có 2.208 con coin hiện tại trên sàn và có rất nhiều các coin nữa đang ở trạng thái ICO. Market hiện tại có 18.000, tức là có 18 cái chợ, 18.668 cái chợ để mình có thể mua coin. Ví dụ Bitcoin mình có thể vào rất nhiều chợ để mình mua, Ether mình có thể vào rất nhiều chợ, Ripple cũng thế, và đó là chính là cái sàn để mình mua. Và từ đó thì chúng ta có thể nhìn nhận được là muốn giao dịch coin chúng ta phải biết cái bảng tổng sắp này. Thì có hai loại bảng tổng sắp là bảng Coin Market Cap, để chúng ta xem Coin360.io đó là những cái để chúng ta xem qua được tình hình thị trường. Chúng ta đang nhìn thấy các cái bảng tổng sắp, các khối lượng là Bitcoin một ô rất to, BZ một ô vừa này, đấy, BSV vừa này, Ether này, Ripple này. Đây là những cái khối lượng coin, còn tí tỉ các coin khác mà mình có thể xem ở đây. Rồi ICO Ben rất nhiều để chúng ta xem cái ICO để nói về các cái tỷ lệ coin rất nhiều, những cái dự án coin hiện tại trên thế giới. Rồi các website về Bitcoin New, những trang web để chúng ta muốn học coin chúng ta phải xem xét các cái trang web về coin bằng tiếng Việt. Rồi investing.com để chúng ta có thể theo dõi các cái thông tin về tiền điện tử, thị trường, và chúng ta có thể có tiếng Việt ở đây. Muốn biết về thị trường coin chúng ta phải tổng hợp rất nhiều cái yếu tố, forex, hàng hóa, chỉ số chứng khoán, biểu đồ, tin tức, rất nhiều hàng hóa theo thời gian định, theo hợp đồng tương lai, đúng không ạ? Thị trường chứng khoán, tiền điện tử, lịch ICO rất nhiều, Bitcoin, Ethereum rất nhiều, đúng không ạ? Tất cả các loại tiền điện tử, Bitcoin, các công ty môi giới tiền điện tử, đúng không ạ? Rất nhiều. Hiện tại có rất nhiều cái mà chúng ta có thể theo dõi các cái tin tức ở đây. Và rất nhiều các cái điểm nóng của Bitcoin thông qua cái investing. Vậy để hiểu được thì chúng ta phải nắm rõ được các cái trang web. Rồi Bitcoin.com, đây là một trong những cái website để chúng ta theo dõi và chúng ta dịch ra, và news và các cái thông tin. Và muốn trữ được Bitcoin chúng ta bắt đầu tìm hiểu và lập một cái Coinbase cái ví điện tử hoặc blockchain. Chúng ta lập cái ví blockchain ở trong điện thoại của chúng ta và trong máy tính của chúng ta. Đây là tạo các ví để chúng ta đựng được, đúng không ạ? Nhưng thông thường chúng tôi muốn các bạn lập cái ví về Coinbase. Bởi vì trong Coinbase chúng ta có thể mua và chúng ta trữ được rất nhiều cái. Tổng tài sản của chúng ta có rất nhiều. Và chúng ta có thể trữ, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta có thể trữ Bitcoin, Ether và ETC, đúng không ạ? Litecoin, BAT rất nhiều. Đó. Chúng ta có thể giữ rất nhiều các coin trong đây. Rồi chúng ta vào một cái ví nữa là Bluebell.asia để chúng ta có thể
giữ coin nằm trong Bluebell và chúng ta bảo mật nó. Các tài khoản này cần phải bảo mật. Đó, đấy cũng là một dạng ví để chúng ta trữ. Chúng ta phải có một cái tài khoản ở tài khoản BitCheck. Chúng ta phải có một cái tài khoản ở BitCheck để chúng ta lưu trữ các coin mà trong đấy có rất nhiều sàn. Rồi chúng ta phải sử dụng Binance. Đây là một trong những cái sàn mà chúng ta phải lưu trữ coin tốt nhất trên thế giới. Hiện tại hầu hết các cái người giao dịch coin đều có ở sàn Binance, đúng không ạ? Đó. Mình phải làm thế nào để đăng ký được? Mình đăng ký trong sàn Binance. Sau đó là gì ạ? Có một cái mã auth để chúng ta đó, có một cái mã auth để chúng ta đăng nhập vào để chúng ta an toàn. Đó. Và cái quan trọng nữa là chúng ta phải mua Bitcoin thông qua Remi Tano bằng Việt Nam đồng. Đó, đây là những cái mà chúng ta có thể xem xét. Từ cái việc mà chúng ta nghiên cứu giá, sau đó chúng ta nghiên cứu được cách để chúng ta thiết lập, thì chúng ta đưa ra được cái giải pháp như sau. Đầu tiên chúng ta lưu về cái Zalo của chúng ta, David, liên lạc với David là 0987732228. Đúng không ạ? Quá học chơi coi. Chúng ta phải tưởng tượng. Đầu tiên đó là Việt Nam đồng mua BTC. Việt Nam đồng chúng ta dự kiến đầu tư là 100 triệu chẳng hạn như vậy. Chúng ta dùng 100 triệu này để mua BTC hoặc ETH. Sau đó dùng BTC để mua coin khác trở lên. Đó, tức là dùng coin khác để kiếm BTC hoặc mua coin khác tăng giá ra BTC. Có dạng thứ hai là từ Việt Nam đồng mua BTC và chơi. Chơi tức là gì ạ? Tức là lên thì mua BTC, chờ lên thì lãi BTC, hoặc canh bán BTC thì BTC xuống chúng ta lãi BTC. Đó chính là cái cách để chúng ta đầu tư vào Bitcoin. Chúng ta lại có những cái tư tưởng về tài khoản trữ và tài khoản giao dịch. Đầu tiên là trữ coin, có Việt Nam đồng mua coin và trữ chờ lên giá để chốt lời. Nếu coin xuống giá chúng ta cắt lỗ. Và trong trường hợp chúng ta giao dịch an toàn để chơi và đổi coin mới. Mục tiêu là x tài khoản hoặc lãi 30% hoặc 100%. Đó. Do vậy đây là những cái bước quan rất là quan trọng mà chúng ta có thể xem xét được. Vậy thì định nghĩa cái khóa học. Một là mở tài khoản để lưu coin. Hai là cách mua bán. Thứ ba đó là cách tư duy về thị trường. Thứ tư là trade và cách trade an toàn. Thứ năm là ICO những coin an toàn. Đó. Và cái quan trọng nữa là bảo mật và đa dạng tài khoản, tránh hacker. Có rất nhiều người bị mất tiền, đúng không ạ? Lưu trữ các mã an toàn
và ví cứng nếu có thể. Đó là những cái khóa học mà chúng ta cần phải làm. Và khi có tin, mua coin gì, hay có tin coin nào thì tra cứu ở đâu. Đó chính là những cái cách để chúng ta định vị cái khóa học này. Và từ đó chúng ta bắt đầu mới nhìn thấy rằng là gì ạ, tổng hợp các cái khóa học của chúng ta sẽ nghiên cứu được rất nhiều các cái thông tin. Và chúng ta có được, ví dụ chúng ta có Việt Nam đồng, chúng ta có 500 triệu. Chúng ta mua 50 triệu, chúng ta mua được 0,2 Bitcoin. Vậy chúng ta làm thế nào để trữ ở trong Bluebell ra sao? Sau đó chúng ta nạp vào để chúng ta tìm hiểu về các con sóng ra sao, các ICO như thế nào, các tính toán của CoinMarketCap đối với thị trường ra sao. Thì đây là cái khóa học mà chúng ta cần phải biết. Thì hy vọng rằng là gì ạ, David cùng với mọi người sẽ bắt đầu. Và chúng ta sẽ có, David sẽ hỗ trợ cho các bạn miễn phí hoặc có phí. Miễn phí chúng ta có thể vào các link video để chúng ta có thể nghiên cứu và tìm tòi. Còn có phí thì David sẽ gặp được các bạn thông qua cái phần mềm Zoom để chúng ta có thể gì ạ, là chúng ta gặp nhau ở đó. Sau đó chúng ta sẽ video call và chúng ta sẽ chat vào trong nhóm, và chúng ta sẽ có những cái nhóm để chúng ta làm việc sao cho nó an toàn nhất. Và cái khóa học coin sẽ giúp cho chúng ta nhìn được các vấn đề về thị trường một cách tổng quan nhất. Ngoài ra các khóa học coin chúng ta cũng có thể tìm hiểu được các cái vấn đề về thế giới đầu tư, có những cái mô hình về gì về đầu tư. Coin cũng chỉ là một cái công cụ mà thôi. Thì David có PR cho đầu tư hàng hóa, cũng là một trong những cái sản phẩm cà phê giao dịch, đúng không ạ? Rồi Bluebell.asia là chơi coin bằng tiền Việt Nam đồng. Rồi Forex, đúng không ạ? Chúng ta vào forex.vn để chúng ta tìm hiểu các vấn đề về giao dịch bảng Anh, Euro và rất nhiều các cái cặp tỷ giá khác vào cho nó an toàn nhất. Chúng ta nhìn thấy coin đang đi lên, chúng ta cũng nhìn thấy giá cà phê, giá bảng Anh, rồi rất nhiều các mô hình đầu tư khác mà chúng ta có thể tham gia. Chúng ta nhìn thấy chart hiện tại đang là 1 đô, XRP hiện tại đang là 0,42, Quitum đang 3.1. Vậy chúng ta làm thế nào để chúng ta có được cái cơ hội này và chúng ta phân tích được các con sóng ra sao? Thì đây là những cái cách để chúng ta nhìn nhận. Và từ cái con sóng này chúng ta có thể xem xét ở website như là TradingView hay là Investing với rất nhiều các mô hình hàng hóa này, hàng hóa trong thời gian thực này, kim loại này, đúng không ạ? Hàng mềm này, năng lượng này, có rất nhiều các cái tin forex, tin chứng khoán. Thì từ đây chúng ta mới biết được là đầu tư nó là một dạng tìm hiểu về các vấn đề biến động kinh tế và tài chính để chúng ta có thể chốt lời dựa vào đó để chúng ta đầu cơ thành công. Đừng ngần ngại Zalo cho David để chúng ta tham gia cái khóa học của David. Khóa học này không những là gì ấy, nói về coin mà sẽ nói về rất nhiều các cái mô hình, ví dụ như đầu tư hàng hóa, đầu tư vàng, đầu tư bạc, đầu tư đồng, đầu tư dầu, đầu tư thóc, bắp Hoa Kỳ, đậu nành, rồi cô tông, cà phê, rất nhiều các cái mô hình khác. Thì chúng ta sẽ có những cái tổng hợp để chúng ta an toàn nhất và chúng ta sẽ theo David để chúng ta tìm hiểu. Có thể bất động sản cũng là một trong những cái yếu tố rất quan trọng. Và trong cái kênh của David là Thế Giới Đầu Tư, chúng ta vào cái đầu tư gì.vn, link đầu tư gì.vn là một cái link của David. Thế thì từ đó chúng ta có cái cách để chúng ta nhìn nhận cái kênh video này dựa trên các cái vấn đề về đầu tư, sau đó cùng với David đưa ra. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại ở khóa học Tradecoin. Đừng ngần ngại vào các link của David ở các cái tài liệu này, các cái link. Link đầu tiên là kỷ nguyên tiền điện tử. Rồi tradecoin.edu.vn. Rồi đầu tư gì.vn. Tất cả các kênh video, đúng không ạ? tradecoin.com.vn. Đây là các link mà chúng ta có thể tham khảo. Đầu tư hàng hóa .com để chúng ta tìm hiểu. Rồi Bluebell, đúng không ạ? Bluebell.
asia. Thì đây là những cái mà để chúng ta có thể theo dõi. Thì cái file này David cũng cho vào trong cái thư mục để chúng ta có thể tham khảo, cho download về và chúng ta tìm hiểu. Và xin được cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại trong khóa học, và chúng ta đừng ngần ngại alo và Zalo cho David để chúng ta tham gia các khóa học cùng với David để sao cho an toàn nhất. Nếu chúng ta có ít vốn không đồng, chúng ta hãy làm môi giới cùng với David. Có 1 triệu, 2 triệu hay 3 triệu hay 10 triệu, chúng ta sẽ cùng David tìm hiểu các cái công việc mà David thường làm. Nhưng nếu chúng ta có hàng trăm nghìn để chúng ta giao dịch, chúng ta đừng ngần ngại tham gia một khóa học để chúng ta an toàn hơn.